À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các em đã đến với phần hướng dẫn trả lời những câu hỏi trong bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trong buổi hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta đi giải quyết các câu hỏi ở phần củng cố mở rộng của bài số 5 với tiêu đề Những câu chuyện hài. Trước tiên là câu hỏi số 1, các em hãy chú ý cho cô trong sách giáo khoa của trang 120. Nêu các thủ pháp trào phúng của thể loại hài kịch, chuyện cười qua các văn bản đã học trong bài. Cô gợi ý ở câu số 1 này như sau. Các em có thể thấy các thủ pháp trào phúng của thể loại hài kịch, chuyện cười qua các văn bản đã học, đó chính là tạo tình huống kịch bất ngờ, dùng điệu bộ gây cười, dùng thủ pháp phóng đại và cách nói chơi chữ. Chuyển sang tiếp câu hỏi số 2. Từ các văn bản đã học đó, em nhận thấy tiếng cười có sức mạnh như thế nào đối với đời sống con người? Nếu như chúng ta không gắn liền với những văn bản thì chúng ta có thể thấy là tiếng cười sẽ có ý nghĩa rất lớn, là biểu tượng tinh thần cũng như là giúp con người có thể vượt qua mọi khó khăn, trở ngại cũng như là mọi nỗi đau buồn. Vậy thì ở trong văn bản đã học thì chúng ta có thể thấy vai trò của tiếng cười ở đây, đó chính là mang lại niềm vui, mục đích giải trí. Đồng thời nó còn đi phê phán, châm biếm, mỉa mai, đả kích những thói hư tật xấu trong xã hội. Tiếp tục là câu hỏi số 3 ở trong 120. Chúng ta hãy chú ý đọc kỹ yêu cầu cho cô. Tìm đọc một số vở hài kịch và chuyện cười viết về những thói xấu của con người. Chọn trong số đó một tác phẩm em thích nhất và trả lời các câu hỏi sau. A. Tác phẩm phê phán thói xấu nào? B. Thủ pháp trào phúng là gì? C. Chi tiết nào em thấy thú vị nhất? Cô gợi ý cụ thể ở câu số 3 này như sau. Chúng ta có thể chọn một chuyện cười, đó là nói dóc gặp nhau, để chúng ta trả lời 3 câu hỏi này. Thì trong chuyện cười nói dóc gặp nhau, chúng ta có thể đọc và chúng ta sẽ thấy tác phẩm phê phán thói khoác lác, ba hoa trong xã hội. Và để xây dựng được nội dung đó thì tác giả dân gian đã sử dụng thủ pháp trào phúng, đó chính là dùng thủ pháp phóng đại thông qua chi tiết miêu tả chiếc xe và cây đa. Chi tiết làm cho em cảm thấy thú vị nhất có sẽ là chi tiết mà nếu không có cây cao như thế thì lấy đâu ra gỗ để đóng chiếc ghe của anh. Vì chi tiết này nhằm châm biếm, phê phán sự nói dóc của anh thứ nhất. Cuối cùng là câu hỏi số 4 trong phần củng cố mở rộng. Yêu cầu câu hỏi số 4 sẽ là viết đoạn văn khoảng 7-9 câu để trình bày suy nghĩ của em về ý kiến. Cười là một hình thức chế ngự cái xấu. Ý kiến này của tác giả Phương Lựu Trần Hình Sử, Lê Ngọc Trà trong cuốn Lý luận văn học tập 1, nhà xuất bản Giáo dục. Chúng ta hãy chú ý cho cô ở đây. Trong câu số 4 này thì yêu cầu chúng ta viết đoạn văn. Nhưng để viết được đoạn văn thì các em cũng cần lưu ý về mặt hình thức của đoạn văn. Đó là chúng ta viết đầu đoạn văn thì chúng ta sẽ lùi ô. Rồi trong quá trình viết đoạn văn thì các em không được xuống dòng. Cuối đoạn văn thì chúng ta phải có dấu chấm kết thúc. Về nội dung thì các em phải hiểu được ý kiến mà các tác giả đưa ra trong cuốn sách thì chúng ta mới có thể viết được đoạn văn. Hãy chú ý cho cô phần đoạn văn tham khảo như sau. Ý kiến, cười là một hình thức chế ngự cái xấu, đã diễn tả chính xác về các hình thức của tiếng cười trong chuyện hài kịch, chuyện cười. Tiếng cười trong hài kịch thường phê phán những nhân vật hà tiện, tham lam, kiêu căng, khoe mẽ. Nhân vật ông Dốc Đanh trong Trường Giả Học Làm Sang là một nhân vật điển hình. Vì muốn trở thành quý tộc, ông đã tự biến mình thành kẻ ngu dốt, hài hước, bị mọi người xung quanh lợi dụng. Có tiếng cười trong chuyện cười nhằm chế giễu những thói hư tật xấu, những điều trái tự nhiên, trái thuần phong mỹ tục của con người. Nhân vật chủ cửa hàng trong Treo Biển hay nhân vật anh có áo mới trong chuyện Lợn Cưới Áo Mới là những nhân vật đáng bị phê phán, chế giễu. Tóm lại, tiếng cười không chỉ có vai trò giải trí mà còn có mục đích chế ngự cái xấu trong xã hội. Phần hướng dẫn đoạn văn vừa rồi thì đã khép lại nội dung của bài ngày hôm nay. Cô hy vọng các em đã có những định hướng rất đúng trong cái phần củng cố mở rộng và từ đó thì chúng ta cũng sẽ có kỹ năng thuần thục hơn khi mà làm bài tập. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe bài học. Hẹn gặp lại các em trong những phần hướng dẫn tiếp theo. Khóa học về sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học về sách.